bắt yêu cầu mở khóa iPhone của Tổng trưởng Lý Mỹ. Apple vừa tiếp tục làm mết lòng giới tư pháp Mỹ, lần này là Tổng trưởng Lý Mỹ William Barr, bằng việc từ chối mở khóa iPhone. Và như vậy, câu chuyện mở khóa iPhone vẫn tiếp tục nóng lên. Tiếp sau FBI, Tổng trưởng Lý Mỹ yêu cầu Apple phải mở khóa iPhone của tay súng trong vụ bắn chết ba người ở Pensacola, Florida. Vẫn như lần trước, Apple kiên quyết từ chối. Apple giữ quan điểm rằng không có cái gọi là backdoor và rằng nếu giúp chính phủ mở khóa iPhone đồng nghĩa với giới tội phạm và kẻ cơ hội cũng có thể làm được điều đó. Năm 2016, Apple từng từ chối yêu cầu của tòa án Mỹ mở khóa từ xa chiếc iPhone của tay súng trong vụ khủng bố San Bernardino làm 14 người thiệt mạng. Sau đó, FBI phải trả gần 1 triệu đô la Mỹ cho công ty tư nhân Cellebrite để mở khóa chiếc iPhone này, xung đột giữa cơ quan luật pháp và công ty công nghệ vẫn âm ỉ và kéo dài. Cuối năm ngoái, nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ Australia và anh đã gửi thư cho Facebook yêu cầu CEO Mark Zuckerberg không thực hiện kế hoạch mã hóa ứng dụng tin nhắn Messenger. Lá thư này cũng yêu cầu Facebook chuẩn bị sẵn cơ chế giống như backdoor để sử dụng khi cần thiết. Tất nhiên Facebook không dại gì đồng ý. Câu trả lời của họ là không.